Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành với phần 1 On the Deal In, On Thought Haven, đưa ra câu trả lời. Veel Nederlanders eten om 6 uur 's avonds. Wat vindt u daarvan? Zeg ook hoe laat u zelf meestal eet. Câu này mình được hỏi, Veel Nederlanders eten om 6 uur 's avonds. Rất là nhiều người Hà Lan thường ăn tối vào lúc 6 giờ. What vindt u daarvan? Bạn nghĩ gì về việc này? Zeg ook hoe laat u zelf meestal eet. Thông thường bạn ăn tối lúc mấy giờ? Như vậy, câu này gồm có hai ý. Thứ nhất là bạn nghĩ gì về việc người Hà Lan ăn tối lúc 6 giờ? Thứ hai đó là mình cũng phải nói rằng mình thường ăn lúc mấy giờ? Mình có thể trả lời như sau. Ik vind dat een goede tijd om te eten. Tôi nghĩ rằng đó là thời điểm tốt để ăn tối. Meestal eet ik ook om 6 uur. Thường thì tôi cũng ăn vào lúc 6 giờ. Naar welke muziek luistert u graag? Zeg ook hoe vaak u daarnaar luistert. Câu này mình được hỏi, naar welke muziek luistert u graag? Bạn thường nghe loại nhạc nào? Zeg ook hoe vaak u daarnaar luistert. Bạn nghe nhạc này có thường xuyên không? Thì ở đây mình được hỏi hai vế. Mình có thể trả lời như sau. Ik luister elke dag naar rockmuziek. Như vậy là mình trả lời, tôi nghe nhạc rock hàng ngày. Và câu trả lời này đã bao hàm gồm hai ý mình được hỏi, đó là mình thường nghe loại nhạc nào, đó là nhạc rock. Và mình có nghe thường xuyên không, đó là mình nghe hàng ngày. Ik houd niet van katten. Welk dier vindt u niet leuk? Vertel ook waarom. Ik houd niet van katten. Tôi không thích mèo. Welk dier vindt u niet leuk? Bạn không thích loài vật nào? Vertel ook waarom. Và tại sao là như vậy? Mình có thể trả lời rằng Ik houd niet van kleine honden. Tôi không thích những loài chó nhỏ. Ze blaffen te veel. Chúng thì rất là hay sủa. Ik heb geen rijbewijs. Hebt u een rijbewijs? Vertel ook hoe u dat vindt. Ik heb geen rijbewijs. Tôi thì không có bằng lái xe. Hebt u een rijbewijs? Bạn có bằng lái xe không? Vertel ook hoe u dat vindt. Và bạn nghĩ gì về việc đó? Mình có thể trả lời như sau. Ik heb wel een rijbewijs. Tôi thì có bằng lái xe đấy. Ik vind dat handig om te hebben. Và tôi cảm thấy rằng việc có bằng lái xe rất là thuận tiện. Wat gaat u morgen doen? Vertel ook hoe laat u dat gaat doen. Wat gaat u morgen doen? Ngày mai bạn sẽ làm gì vậy? Vertel ook hoe laat u dat gaat doen. Bạn sẽ làm việc đó vào lúc mấy giờ? Bạn chú ý câu này, hỏi về thì tương lai gần. Người ta dùng động từ gaat. Vậy khi trả lời mình cũng phải dùng động từ ga. Mình có thể trả lời như sau. Ik ga morgen om 8 uur naar mijn werk. Ngày mai tôi phải đi làm vào lúc 8 giờ. Như vậy là câu của mình đã bao gồm hai ý được hỏi, đó là ngày mai mình đi làm và lúc 8 giờ. Wat is de mooiste plaats waar u geweest bent? Vertel ook waarom u daar was. Wat is de mooiste plaats waar u geweest bent? Đâu là địa điểm đẹp nhất mà bạn đã từng đến? Vertel ook waarom u daar was. Và bạn cũng nên đề cập rằng tại sao bạn lại đến đó vậy? Mình có thể trả lời như sau. Ik vind Wenen de mooiste stad. Tôi thấy thành phố Wenen là thành phố đẹp nhất. Ik was daar bij mijn familie op bezoek. Tôi đã đến đó để thăm họ hàng của mình. Ik werk graag samen met anderen. Hoe werkt u het liefst?
Vertel ook waarom. Ik werk graag samen met anderen. Tôi rất là thích làm việc chung với những người khác. Hoe werkt u het liefst? Vậy bạn muốn làm việc như thế nào nhất? Vertel ook waarom. Nêu lý do vì sao. Mình có thể trả lời như sau. Ik werk ook het liefst met anderen. Tôi cũng rất thích làm việc với những người khác. Dat is leuker dan alleen. Và điều đó thì thú vị hơn, thích hơn là làm việc một mình. Ik ga graag naar het strand. Wat vindt u leuk aan het strand? Vertel ook wat u niet leuk vindt aan het strand. Ik ga graag naar het strand. Tôi rất là thích ra bãi biển. Wat vindt u leuk aan het strand? Bạn thích gì ở bãi biển? Vertel ook wat u niet leuk vindt aan het strand. Và bạn không thích gì ở bãi biển? Thì mình có thể trả lời như sau. Het strand geeft mij een gevoel van vrijheid. Bãi biển cho tôi một cái cảm giác tự do. Gevoel van vrijheid. Đó là một cảm giác tự do. Ik vind het niet leuk als daar veel mensen zijn. Tôi không thích khi ở đó có quá nhiều người. Wat vindt u van het weer in Nederland? Vertel ook hoe het weer is in uw eigen land. Wat vindt u van het weer in Nederland? Bạn nghĩ gì về thời tiết ở Hà Lan? Vertel ook hoe het weer is in uw eigen land. Và thời tiết ở đất nước của bạn thì như thế nào? Mình có thể trả lời như sau. Het weer in Nederland is heel wisselvallig. Có nghĩa là thời tiết ở Hà Lan nó thay đổi liên tục. In mijn land is het altijd warm. Ở đất nước của tôi thì thời tiết lúc nào cũng ấm áp. Ik wandel vaak naar mijn werk. Wat vindt u van wandelen? Vertel ook waarom. Ik wandel vaak naar mijn werk. Tôi rất là thích tản bộ đến công sở, đến chỗ làm. What vindt u van wandelen? Bạn nghĩ gì về việc đi dạo? Vertel ook waarom và tại sao? Mình có thể trả lời như sau. Ik vind wandelen heel leuk. Tôi rất là thích đi tản bộ, đi dạo. Want dat is een goede manier om te ontspannen. Bởi vì đó là một cách tốt để mình có thể thư giãn. Wat was er deze week in het nieuws? Zeg ook wat u daarvan vindt. Wat was er deze week in het nieuws? Tuần này có tin gì mới vậy? In het nieuws. Zeg ook wat u daarvan vindt. Và bạn nghĩ gì về tin tức đó? Thì các bạn chú ý câu này là câu cập nhật tình hình thời sự, những cái tin tức mới. Mình có thể trả lời như sau. Het aantal coronapatiënten is fors gedaald. Dat vind ik fijn. Có nghĩa là số bệnh nhân nhiễm corona thì giảm đáng kể. Và tôi thấy việc đó rất là tốt. Dat vind ik fijn. Ik vind het belangrijk om gezond te eten. Wat vindt u gezond? Vertel ook wat u niet gezond vindt. Ik vind het belangrijk om gezond te eten. Tôi thấy việc ăn uống lành mạnh rất là quan trọng. Wat vindt u gezond? Bạn nghĩ gì về việc ăn uống lành mạnh hoặc là có lối sống lành mạnh? Vertel ook wat u niet gezond vindt. Và việc gì thì không lành mạnh? Mình có thể trả lời như sau. Ik vind het gezond om veel groenten en fruit te eten. Theo tôi thì việc ăn nhiều rau củ quả là lối sống lành mạnh. Veel snoepen is niet gezond. Và việc ăn quá nhiều bánh kẹo hoặc là đồ ngọt thì không lành mạnh. Alex is bakker. Zijn baas vraagt iets aan hem. Kijk naar de video.
Alex, wil je even koffie voor mij halen? Wat kan Alex het beste zeggen? Jij moet zelf koffie halen. Nee, ik haal geen koffie. Sorry, ik ben even bezig. Câu này thì mình được hỏi rằng Alex là baker, là thợ làm bánh. Sếp của anh ấy hỏi anh ấy rằng là anh ấy có thể đi lấy cà phê cho ông ấy được không? Thì Alex sẽ nói gì đây? Câu A đó là ông phải tự đi lấy cà phê đi. Câu B là không, tôi sẽ không lấy cà phê đâu. Và câu C là xin lỗi, tôi đang bận. Như vậy là câu trả lời của mình là câu C. Sorry, ich bin even bezig. Paul is bij het uitzendbureau. Hij praat met een medewerkster. Kijk naar de video. Ik hoop dat ik snel weer een baan vind. Ik hoop het ook voor u, meneer. Hoe lang bent u al op zoek naar werk? Wat kan Paul het beste zeggen? Het liefst zo snel mogelijk. Sinds 2 maanden. Dat is niet zo erg hoor. Câu này nói về Paul thì đang ở trung tâm môi giới việc làm. Và Paul thì đang nói chuyện với nhân viên môi giới việc làm. Paul nói rằng là tôi mong rằng tôi sẽ sớm tìm được việc làm. Thì cô này cũng trả lời rằng tôi cũng mong như vậy cho ông. Ông đã tìm kiếm công việc bao lâu rồi? Vậy Paul có thể nói gì? Câu A đó là tốt nhất là càng sớm càng tốt. Câu B đó là 2 tháng nay rồi, since 2 months. Và câu C là không sao đâu, that is not so erg hoor. Vậy câu trả lời của mình chắc chắn là câu B, bởi vì câu hỏi là ông đã tìm kiếm công việc bao lâu rồi? Since 2 months, đã 2 tháng nay rồi. Paul volgt een cursus Nederlands. Hij praat met zijn docenten. Kijk naar de video. Brian vindt schrijven erg moeilijk. Wil jij misschien eens met hem oefenen? Wat kan Paul het beste zeggen? Brian doet goed zijn best. Brian is een aardige man. Ik wil Brian graag helpen. Câu này, Paul thì đang theo học một khóa học tiếng Hà Lan và anh ấy nói chuyện với cô giáo. Cô giáo của anh ấy hỏi rằng, có một bạn học tên là Brian, cảm thấy phần viết rất là khó. Vậy Paul có thể giúp bạn ấy được không? Vậy Paul có thể nói gì? Câu A đó là, Brian does good and best. Brian đang làm tốt đấy chứ. Câu B, Brian is an aardige man. Brian là người đàn ông tử tế, tốt bụng. Câu C, ich will Brian graag helpen. Tôi rất muốn giúp Brian. Như vậy câu trả lời của mình là câu C. Sophie is bij het politiebureau. Ze praat met een agent. Kijk naar de video. Goedemiddag. Ik heb een boete gekregen voor te hard rijden. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik wil graag bezwaar maken tegen die boete. Sorry mevrouw. Maar daarvoor moet u niet bij ons zijn. Wat kan Sophie het beste zeggen? Jij vertelt waar ik wel moet zijn. Waar moet ik dan wel zijn? Zeg waar ik wel moet zijn. Câu này, Sophie đang ở đồn cảnh sát và cô ấy nói chuyện với nhân viên cảnh sát. Cô ấy nói rằng là cô ấy nhận được một cái giấy phạt vì lái xe quá nhanh, nhưng mà cô ấy đâu có làm chuyện đó. Cô ấy muốn làm một cái bezwaar tegen, có nghĩa là phản đối lại cái giấy phạt đó. Nhân viên cảnh sát này nói rằng, xin lỗi bà, vậy là bà đã đến nhầm chỗ rồi, chỗ chúng tôi không giải quyết vấn đề đó. Vậy thì Sophie có thể nói gì? Câu A đó là, ông phải nói cho tôi biết rằng tôi phải đến chỗ nào. Câu B, waar moet ik dan wel zijn? Vậy thì tôi phải đi đến chỗ nào? Câu C, zeg waar ik wel moet zijn? Vậy thì hãy nói là tôi phải đi đâu đi. Vậy câu trả lời của mình là câu B. Waar moet ik dan wel zijn? Vậy thì tôi phải đến chỗ nào? Alex is bij de woningbouwvereniging. Hij praat met een medewerkster. Kijk naar de video. Goedemiddag meneer. Met wie hebt u een afspraak? Wat kan Alex het beste zeggen?
Een afspraak is goed. Dank u wel. Ik geloof met mevrouw Bergman. Ik had een afspraak om 11:30. Câu này Alex đến trụ sở quản lý nhà ở và anh ấy nói chuyện với Medewerkster, đó là một nhân viên ở đây. Thì khi anh ấy vừa đến, cô này hỏi rằng, xin chào, quý khách có hẹn với ai vậy? Alex phải nói gì đây? Câu A đó là, an Aufsprach ist gut, danke wel. Một cuộc hẹn thì tốt, cảm ơn cô. Câu B, ich geloof mit mevrouw Bergman. Tôi nghĩ rằng là tôi có cuộc hẹn với bà Bergman. Và câu C đó là, ich had an Aufsprach um 11:30. Tôi đã có cuộc hẹn vào lúc 11:30. Như vậy là câu trả lời của mình là câu B. Bởi vì câu hỏi là ông có hẹn với ai? Thì ông Alex này trả lời là tôi tin rằng là mình có hẹn với bà Bergman. Alex en Susanna zitten in de wachtkamer van de huisarts. Kijk naar de video. Ik heb zo een afspraak met dokter Van Westen. Hoe lang gaat u al naar dokter Van Westen? Wat kan Susanna het beste zeggen? Ik kom al bijna 5 jaar bij hem. Ik ga eigenlijk bijna nooit naar de dokter. Ik was hier vanmorgen al om 9:30. Alex và Susanna thì đang ngồi chờ trong phòng khám của bác sĩ gia đình. Thì Susanna nói rằng là một hồi nữa thì tôi có cuộc hẹn với Dr. Van Westen. Alex mới hỏi lại rằng, vậy thì cô đã khám với Dr. Van Westen được bao lâu rồi? Câu A đó là gần 5 năm rồi. Auch beinahe 5 Jahre bei ihm. Câu B đó là tôi hầu như không bao giờ đi bác sĩ. Và câu C, ich war hier vanmorgen all um 9:30. Tôi đã ở đây vào lúc 9:30 sáng nay. Thì nó không liên quan đến câu hỏi, vì câu hỏi của mình đó là cô đã khám với bác sĩ Van Westen được bao lâu rồi? Thì chỉ có câu A nêu về khoảng thời gian đó là gần 5 năm rồi. Vậy câu trả lời của mình là câu A. Hanna en Sophie volgen een cursus Nederlands. Hanna vraagt iets aan Sophie. Kijk naar de video. Sophie, heb jij jouw laptop bij je? Ik wil even iets opzoeken op internet. Vind je dat goed? Wat kan Sophie het beste zeggen? Ja hoor, alles is goed. Ja hoor, dat gaat goed. Ja hoor, ga je gang. Hai bạn Hannah và Sophie là bạn học chung khóa học tiếng Hà Lan. Và bạn Hannah này có hỏi bạn Sophie. Đó là Sophie ơi, bạn có đem laptop theo không? Mình có thể sử dụng laptop của bạn để tìm kiếm cái này được không? Thì bạn Sophie này có thể trả lời như thế nào? Câu A là ja hoor, alles is goed. Tất nhiên rồi, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Câu B là ja hoor, dat gaat goed. Chỉ có câu C là ja hoor, ga je gang. Ồ, tất nhiên rồi, bạn cứ sử dụng đi. Vì bạn này hỏi rằng là mình có thể sử dụng máy tính của bạn để tìm kiếm thông tin này không? Thì câu trả lời của chúng ta sẽ là câu C. Ja hoor, ga je gang. Được chứ, bạn cứ sử dụng nó đi. Lin en Erik zijn collega's. Erik vraagt iets aan Lin. Kijk naar de video. Lin, hoe laat is die vergadering vanmiddag ook alweer? Welk antwoord is juist? Die beginnen om 2 uur. Die begint om 2 uur. Om 2 uur beginnen die. Lin và Erik là đồng nghiệp với nhau. Và Erik có hỏi Lin cái này, đó là cuộc hẹn vào chiều nay. Sẽ bắt đầu lúc mấy giờ? Các bạn nhớ rằng, the vergadering nó là số ít. Nó là một cuộc họp. Cho nên động từ nó sẽ chia số ít. Vậy từ beginnend phải được chia là beginnt. Vậy chỉ có câu B đó là die beginnt om 2 uur. Cuộc họp đó sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ. Cả câu A và câu C thì động từ chia số nhiều. Sophie is op bezoek bij Lin. Ze praten met elkaar. Kijk naar de video. De zon schijnt, dus ik ben met de fiets hierheen gekomen.
Oh, waar staat je fiets dan? Wat kan Sophie het beste zeggen? Ik ben alleen komen fietsen. Ik heb hem op de stoep gezet. Ik houd van fietsen in de zon. Sophie thì đến nhà Linh chơi và họ nói chuyện với nhau. Sophie bắt chuyện và nói rằng hôm nay trời nắng đẹp, cho nên mình đã đến đây bằng xe đạp. Bạn Linh hỏi ngược lại là, ồ, vậy bạn để xe đạp của bạn ở đâu vậy? Thì Sophie có thể nói gì? Câu A đó là Ich bin allein kommen fietsen. Mình đạp xe đến đây một mình. Câu B là Ich habe ihn auf der Stube gesetzt. Mình dựng nó ở Stube, có nghĩa là lối đi. Và câu C là Ich hasse von fietsen in der Sonne. Mình rất là thích đạp xe dưới ánh nắng mặt trời. Thì câu trả lời của chúng ta sẽ là câu B, bởi vì bạn Linh hỏi rằng bạn đã để chiếc xe đạp ở đâu? Mình đã dựng nó ở lối đi, auf der Stube. Erik is bij het gemeentehuis. Kijk naar de video. Oké, dat is dan geregeld. Hebt u verder nog vragen? Welk antwoord is juist? Ik de bon mag hebben? Mag ik de bon hebben? Mag ik hebben de bon? Erik thì đang ở ủy ban thị xã, ủy ban thành phố. Het gemeentehuis. Và cái nhân viên của ủy ban nói rằng ok, mọi việc đã được bố trí sắp xếp xong rồi. Quý khách còn có câu hỏi nào không? Erik muốn hỏi là tôi có thể có cái de bon hóa đơn được không? Thì thứ nhất đó là câu hỏi với động từ khiếm khuyết mag. Cho nên mag nó sẽ đứng ở đầu câu. Và động từ thứ hai happen nó sẽ đứng ở dạng nguyên mẫu cuối câu. Vậy câu đúng của mình sẽ là câu B, vì cả câu A và câu C đều sai về mặt ngữ pháp. Alex en Susanna zitten in de wachtkamer van de huisarts. Kijk naar de video. Wat een lekker weertje, hè, vandaag. Wat kan Susanna het beste zeggen? Ja, dat is goed hoor. Ja, precies. Dank u wel. Ja, eindelijk weer zon. Alex và Susanna thì đang ngồi chờ trong phòng chờ của bác sĩ gia đình. Alex nói rằng, trời hôm nay đẹp quá nhỉ? Vậy thì Susanna có thể trả lời như thế nào? Câu A, yeah, that is good, hoor. Câu B, yeah, precis, thank you. Thì hai câu này nó không có liên quan gì đến cái câu nói của Alex. Chỉ có câu C, yeah, eindelijk weer zon. Yeah, đúng rồi, cuối cùng thì trời cũng nắng. Alex is bakker. Zijn baas vraagt iets aan hem. Kijk naar de video. Het zout is bijna op, zag ik. Ik moet nieuw zout bestellen. Zal ik dat anders voor je doen? Wat kan Alex het beste zeggen? Dat geeft niks hoor. Ja, dat vind ik ook. Graag, dank je wel. Alex là thợ làm bánh và anh ấy vào phòng nói với sếp là ô, tôi thấy là muối sắp hết rồi, tôi phải đặt thêm muối mới. Vậy sếp của anh ấy nói rằng có thể đặt mua muối mới cho anh. Thì Alex có thể nói gì? Das hilft nichts, hoor. Không sao đâu. B. Ja, das finde ich gut. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Câu C là graag. Danke schön. Đó là đồng ý. Cảm ơn sếp nhé. Vậy câu trả lời của mình là câu C. Khi ai đó đưa ra một đề nghị làm dùng mình một điều gì đó, thì mình sẽ nói là Thank you well. Vậy là mình vừa hoàn thành 24 câu của phần thi nói. Để kiểm tra xem là mình làm đúng mấy câu, thì bạn có thể bấm nút In Scene. Còn nếu không, bạn sẽ bấm nút Offsluiten, tóm lại. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn, thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!